Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu các bạn combo một cái bộ cầu làm xe đẩy hàng hoặc là xe cho người già cũng được. Cái bộ này thì là trang bị động cơ 800W thì nó phù hợp với đẩy hàng hơn. Cái này thì có thể kéo được 500 cho đến 1 tấn các bạn nhé. Với điều kiện là nền bằng phẳng. Đấy. Nói dao động 500 đến 1 tấn là vì nó sử dụng số mạnh và số nhanh. Bộ này là 850W, cầu dài 60 cm. Nhà em có 60, 70, 80, 90 và đến 1m3. Cái này là điều khiển, sử dụng chân ga, dây cần số. Đấy. Tim ốc là 70. Tambua phanh là 130, hầu như lắp được cho tất cả các loại vành xe từ vành 6 đến trở lên. Cầu thì có hai số, đây là cái phần cần số này. Tambua phanh này. Điều khiển 800W là loại cao cấp các bạn nhé, không phải cái dòng của xe đạp điện đâu. Đấy, đây này. 18 sò này. 40A này. Cái trên thị trường ấy thì nó chỉ có 12 sò thôi. Nhưng nó cũng có thể ghi đến 1000W cơ. Nhưng con này của nó là 18 sò các bạn nhé. Chân ga này. Các bạn đặt hàng thì liên hệ số điện thoại 0983 818 955 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.